Sư, khi mình bố thí giữ vì khi mình giữ giới bố thí ăn chay nghe pháp làm nhiều thiện pháp thì những công đức này có hỗ trợ mình phát sanh trí tuệ, có chánh kiến và giúp mình hỗ trợ mình cho con đường tu học để sớm giác ngộ giải thoát hay không? Tùy. Có thể có cũng có thể không. Trong đó giữ giới đem lại công đức, bố thí đem lại công đức, ăn chay rất tiếc không đem lại công đức, nghe pháp mà phải nghe chánh pháp mới đem lại công đức, làm nhiều thiện pháp thì chắc chắn đem lại công đức. Nhưng mà những công đức này á, nó có hỗ trợ mình phát sanh trí tuệ hay không và có chánh kiến hay không thì tùy. Bởi vì cái hướng của mình á, hướng đi đâu, nước á, mình phải đưa vào đường dẫn thì nó mới chảy đến cái chỗ mình mong muốn. Chứ còn nước á, mà mình để nó chảy tràn lan á, thì nó lãng phí và thậm chí là nó không đem lại cái hiệu quả như là mình mong muốn. Cho nên đối với người đó làm các công đức, làm các thiện pháp mà mục đích của họ đó là để cho đời này và đời sau có trí tuệ, có chánh kiến và có mục đích là hướng đến sự giác ngộ giải thoát thì họ mới hướng được, mới đem lại những cái quả báo đó, nó cho cái quả hướng đến sự giác ngộ giải thoát, hướng đến trí tuệ, hướng đến chánh kiến. Còn nếu như mình làm phước làm cả một đời mà mình không hướng đến sự giác ngộ giải thoát thì mình có làm một đời đi chăng nữa nó cũng chỉ cho mình những cái phước thế gian mà thôi, chứ nó không cho mình trí tuệ, cũng không cho mình hướng, nó không cho mình giác ngộ giải thoát đâu nha. Cho nên ấy, làm các thiện pháp phải có mục đích chứ không phải là không có mục đích. Điều này đã được Đức Thế Tôn đề cập đến rất là nhiều lần trong kinh tạng.